Giữa lúc nền kinh tế Mỹ đã có nhiều tín hiệu phục hồi sau khủng hoảng, thị trường lao động cải thiện, thị trường bất động sản tăng trưởng ngày một nhanh hơn, thì thị trường tiêu dùng cũng cho thấy có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bằng chứng là trong dịp lễ Black Friday năm nay, thì người dân Mỹ đã sẵn sàng chi tiêu từ trước đó nhiều ngày. Không khí mua sắm đã nóng lên suốt một tuần trước dịp lễ tạ ơn. Người dân Mỹ chi tiêu như thế nào trong mùa mua sắm lớn nhất trong năm này? Chúng tôi đã có một số ghi nhận ngay sau đây. Đây là cái tín đồ mua sắm cắm trại bên ngoài một cửa hàng điện máy của Best Buy ở California từ hôm 23 tháng 11. Nhiều người mang theo lều, túi ngủ, bàn ghế với mong muốn trở thành những người mua hàng đầu tiên giành lấy những sản phẩm khuyến mãi với giá rẻ nhất. Còn đây là một cửa hàng điện tử khác ở New Jersey, không mang theo túi ngủ nhưng người mua hàng cũng phải xếp hàng dài vào hôm 24 tháng 11 để đợi cửa hàng mở cửa. Chúng tôi đã ở đây từ thứ ba, chính xác là tối thứ ba. Không khí mua sắm ngày thứ sáu đen tràn ngập khắp nước Mỹ từ rất sớm. Người dân xếp hàng bên ngoài các cửa hàng từ nhiều ngày trước. Thậm chí nhiều người dựng lều, bàn và túi ngủ ở bên ngoài các cửa hàng, hy vọng là người đầu tiên tham dự ngày hội mua sắm này. Tháng 11 và tháng 12, trong đó có dịp lễ tạ ơn và Giáng sinh, là mùa mua sắm lớn nhất của Mỹ trong năm. Ước tính trong 6 người Mỹ thì có một người tham gia vào sự kiện mua sắm này. Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ dự đoán năm nay khách hàng sẽ chi tiêu nhiều hơn trong mùa lễ này và doanh thu từ các cửa hàng sẽ tăng so với năm ngoái. Khách hàng nói rằng họ sẽ tiêu tiền nhiều hơn trong năm nay, 61% có kế hoạch tiêu tiền nhiều hơn trong mùa lễ, nhưng những thứ họ muốn mua khá giống nhau, bao gồm hàng điện tử, TV, phụ kiện, máy tính, v.v. Tôi sẽ chi tiêu nhiều hơn một chút trong năm nay vì đây là sự kiện rất lớn. Nghiên cứu của Đại học Michigan, Mỹ vừa mới công bố cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 11 tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Đây là một dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang mạnh dạn chi tiêu hơn và đây cũng là một tin mừng đối với các hàng bán lẻ. Dịp này, các nhà bán lẻ đã tăng lượng hàng trong kho lên đến 23 triệu sản phẩm, tăng 15 triệu sản phẩm so với đầu năm. Walmart cho biết họ đã tăng 50% lượng hàng và mở cửa các giao dịch trực tuyến sớm vào sáng ngày lễ tạ ơn. Số đơn hàng được đặt qua ứng dụng di động và từ các cửa hàng bán lẻ trong 2 tuần đầu của tháng đã tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Siêu thị Macy's ở Manhattan đã cháy hàng từ hôm 24 tháng 11. Ở New Jersey, người mua sắm đổ xô vào một cửa hàng điện tử ở Deptford khi cửa hàng này bắt đầu ngày hội mua sắm sớm hơn truyền thống một ngày. Cửa hàng Best Buy ở Glendale cũng có mùa mua sắm sớm. Một cuộc thăm dò của Reuters với 1.639 người cho thấy 32% trong số họ dự kiến hoàn tất một nửa kỳ mua sắm vào ngày lễ tạ ơn. Một số ý kiến cho rằng việc đẩy hàng khuyến mãi ra sớm một ngày khiến cho nhân viên các cửa hàng phải làm việc trong khoảng thời gian lý ra họ được sum họp gia đình. Mặt khác, một số chuyên gia dự báo việc kéo dài thời gian khuyến mãi ra trước Black Friday có thể khiến cho doanh thu của ngày truyền thống này giảm xuống. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ không có vẻ gì là thất vọng. Mùa mua sắm cuối năm kéo dài trong 2 tháng 11 và 12 là thời gian quan trọng đối với nhiều nhà bán lẻ, chiếm từ 20 đến 40% doanh thu bán hàng hàng năm của họ. Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ dự kiến doanh thu mùa mua sắm năm nay tăng trưởng 3,6%, đạt mức 655,8 tỷ đô la.